Okay, so say that the company chung may rin that to you more than autoimmune hemolytic anemia. You man yay high that to with hormones, aka autoimmune hemolytic anemia. You can be in a clone and slide like autoimmune, not the sa, immune baclon yung. And you'll be chai tavi kala, the sa, hypersensitivity TDP. Chung hypersensitivity TDP, hay. Say cái hypersensitivity TP à năng đào mờ vì đã ôm môn á, chứng hypersensitivity năng cứ việt thừa ai bạc cá chi antibody mỗi cái hai auto antibody năng, còn mà đó antibody tự tôm chủ môi năng viri cứ khuôn những tự bầm plain viri năng, đây anh ấy auto antibody ban này tự khuôn những bạc cá antibody hơi tới bàn và này thì shop thì tôm nó lớ red blood cell chẳng thua ấy macrophage rồi cả many mechanism absentiate complement system rồi cả ấy nâng vì tới bấm play red blood cell nè thua ấy premature red blood cell destruction nè bấm play red blood cell ở toàn đời dụ cao về thông mà đá mà rồi từ mà rồi phải ngày nè thì anh ấy premature và này thì bấm play môn pel via nâng đá cái hai tháng hemolysis bài crop chim crop home hemolysis nè copy hemorrhage chẳng mà tẹt tông chùm môi nâng thrombocytopenia thế nè khá chân lắm là tẹt tông môi thrombocytopenia thrombocytopenia ai thơ hemorrhage anh ấy kì thơ ai hemolysis bài crop chim nè cho nên bật tốt dừng dây tẹt tông chùm môi nâng classification ca chùm ca chặt thân nạ chẳng ca chặt thân nạ nâng kì chai chì pi thông thông kì chai chì pi thông thông thì môi cứ tẹt tông nâng based on thermal of the thermal nó cứ cấp đại nè thermal serology sắp thay chứ anh nó cái thực tế nó không lập bộ thermal nó miễn cứ cái đại tôn nó cấp đại cái đại cấp đại tới cấp đại cho phổ biến nè bạn bị chập ra miễn hemolysis chứ cái chai chỉ pi thông thông cái hay tập warm autoimmune hemolytic anemia nè chẳng warm autoimmune hemolytic anemia nó cứ một comment trên kề nè một comment cứ một comment trên kề dân khơi tràn trên kề cứ miền này thảm mấy cứ miền này thá red blood cell dân bay nắng hemolysis nắng red blood cell dân bay nắng cứ đôi xá warm reactive tới chùm mũi thú auto antibody tới chùm mũi antibody đại viên bạc cát khuôn viên nâng trâm xây tạo nạp phép và hai chi xam xâm bờ đi kể xa xìa tế ná chắc mà việc comment bùa cá sĩ thịt rô bích việc tung phần nâng ngay chân việc một comment hà ní trigger rô bỏ auto auto antibody nâng chỉ tu cái đại xa y xê xê nâng một comment dính kê ná hay dựng đấng ấy thả antibody mình miễn tại IgG với miễn pram mình dùng thuật riêng chẳng lymphocyte B activate tới việc mầm lai từ chía plasma cell nó cứ việc miễn là tập hiệp tránh bộ antibody năng ảnh chẳng về ảnh miễn IgG, IgA, IgE, IgE, IgG, A, hay năng D nè chẳng vì mình phải làm năng bản thân này một comment dính kế là sao bộ anh này hà ní một comment dính kế là sao vì sẽ tăng hạ phép thò mà đà dạy tự hạ cái warm autoimmune hemolytic anemia mối tiết cái hai cold nè cold autoimmune hemolytic anemia chẳng đôi khi đá cứ vì hemolysis bài crop chiêm cỏ hóm đôi xá reactive to antibody reactive to auto antibody នៅ temperature តិចជាង30ដឺក្រេសេស៊ីអានឹងតបចុះសីតុណ្ហភាពដល់តិចជាង40នៅក្នុង labo អានឹងគេទៅក្នុង labo តិចសីតុណ្ហភាពរហូតដល់តិចជាង30អានឹងមិនវាចាប់ផ្ដើមមាន hemolysis ណាអញ្ចឹងបានគេបែងចែកជា warm ហើយនិង cold management ដូចជាមានអីផ្លែកខ្លាច់គ្នាទេគាត់នៅយើងឲ្យដឹងទៅមកខមមិនជាងគេគឺ warm
autoimmune hemolytic anemia ណាមួយទៀតគេបែងចែកទៅតាមខុសរបស់វាហ្នឹងទី1ទី2គឺបែងចែកទៅតាមខុសរបស់វាអញ្ចឹងខុសវាគេចែកជាពីរធំៗគឺ primary autoimmune hemolytic anemia ណាជាទូទៅ primary cause ហ្នឹងប្រហែលជាមានពាក់កណ្ដាលណា 50% គឺជាទូទៅគឺ idiopathic អត់ដឹងមូលហេតុទេរោគមូលហេតុអត់ឃើញទេអ្នកជំងឺអត់មាន underlying disease អីទេ underlying disease អីទេ ណា healthy សុខភាពល្អស្រាប់តែមានអានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងគេអត់ដឹងមូលហេតុទេណា អត់មានដឹងថាគាត់មាន underlying disease អីទេ មួយទៀតកើតឡើងដោយសារមាន secondary ណា secondary autoimmune hemolytic anemia autoimmune hemolytic anemia មានន័យថាអ្នកជំងឺនឹងគាត់មាន underlying disease អីមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមាន hemolysis អញ្ចឹងជាទូទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹង related to ជាទូទៅតាក់ទងជាមួយនឹង autoimmune disease ផ្សេងទៀតណា autoimmune disease ផ្សេងទៀត autoimmune disease ផ្សេងទៀតណា ដូចជាជំងឺអីដែលយើងដឹងថាជាជំងឺ autoimmune disease ផ្សេងទៀត ដូចជាជំងឺ systemic lupus erythematosus អញ្ចឹង SLE ហើយ SLE ហ្នឹង SLE អញ្ចឹងអានេះជាប្រភេទ autoimmune disease ដែរហើយបើសិន mechanism